thông điệp ngày 4, 10 điều tâm đắc. 1. Việc không tận mắt chứng kiến thì đừng vội phán xét. Việc chưa tìm hiểu sâu kỹ thì đừng dùng lời lẽ lý luận để chứng minh. Thẳng thắn nói không biết với việc mình thật sự không biết là cách ứng xử chân thật và đúng đắn nhất. 2. Người nổi tiếng luôn gặp nhiều thị phi. Nếu bạn chưa thể vượt qua, tốt nhất khoan hãy làm người nổi tiếng. Lùi lại một bước, chờ vững chắc rồi lấy đà tiến lên. 3. Gặp chuyện gì cũng cần bình tĩnh một chút. Phát ngôn chậm lại một nhịp, bạn sẽ sáng tỏ rất nhiều thứ. 4. Việc đơn giản đừng tranh luận. Chuyện phức tạp đừng ôm ấp. Lúc phát hỏa đừng phát ngôn. Khi không bình tĩnh, chớ quyết định bất cứ điều gì. 5. Mỗi người đều có những bí mật không muốn công khai. Đừng tốn công thuyết phục hoặc ép buộc khi người đã không muốn. 6. Đừng đổ thừa kẻ khác làm mình khổ, vì thực chất chỉ là do bản thân tu dưỡng chưa đủ mà thôi. Nếu thật sự không muốn, chẳng ai bắt ép bạn được đâu. 7. Người mang nhiều thành kiến và chủ kiến trong đầu vĩnh viễn không thể nghe thấy tiếng lòng của người khác. Đừng phí công tranh luận với những người như vậy. 8. Đừng bao giờ phê phán chuyện bi thương của bất kỳ ai. Cái gọi là không bệnh mà rên rỉ trong mắt bạn chẳng qua do bạn chưa từng trải qua những tự ti, lo lắng và mất mát như đối phương mà thôi. 9. Làm người cần tự tin, nhưng đừng tự tin thái quá thành kiêu ngạo. Làm người nên nhún nhường, nhưng đừng nhường nhịn đến mức nhu nhược, đánh mất lòng tin và chủ kiến của riêng mình. 10. Chúng ta không thể đoán định chính xác người khác là tốt hay xấu, nhưng chúng ta có thể làm một người tốt, chắc chắn.